Thưa quý vị, trong bài phát biểu, một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng, của Tiểu ban Nhân sự diễn ra vào ngày 13 tháng 3 vừa qua tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng đã nêu rõ, kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng yêu cầu không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 14 những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, thiếu chính kiến, thấy đúng, không bảo vệ, thấy sai, không đấu tranh. Hiểu một cách đơn giản thì cơ hội chính trị là một bộ phận không nhỏ những kẻ cơ hội thiếu lý tưởng cộng sản tìm cách chui vào đảng mang danh cán bộ đảng viên cộng sản để tìm cơ hội thăng quan tiến chức và khi đã có chức quyền thì chỉ tìm cách vun vén cho lợi ích cá nhân, gia đình, dòng tộc để đạt danh vọng làm giàu cho bản thân và gia đình. Cơ hội chính trị cái thứ nhất ấy là chính là lợi dụng những cái chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước để mà khoách trương thân thế của mình để thăng tiến, nhưng mà đằng sau đó là lợi ích cá nhân. Anh đi đâu anh cũng nói là anh ủng hộ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Anh đi đâu anh cũng nói là anh là người chiến sĩ cách mạng trung kiên, tất cả các thứ vân. Nhưng mà tất cả những cái lời nói đó, còn thực ra là anh nhăm nhăm là anh thu vào lợi ích cá nhân của anh. Nói thì rất hay, nhưng mà làm đấy thì ngược lại. Thì đấy là một trong những cái biểu hiện cơ hội. Cái thứ hai đấy là bằng mọi giá để có quyền lực, bất chấp những cái có tính nguyên tắc. Thí dụ như là để mà có được cái ủng hộ của số đông, nhất là những cái lúc mà cần phải có cái đánh giá của tập thể, cần phải có cái thể hiện quan điểm thông qua lá phiếu đấy, thì họ có những cái cách vận động đấy, rất là tinh vi, nhưng mà đấy là trái nguyên tắc. Và có một điều chắc chắn là để được thăng quan tiến chức, họ luôn dùng đủ mọi thủ đoạn mánh khóe để chui sâu, leo cao, tự bỏ tiền ra để chạy chức chạy quyền, cho đến kéo bè, kết cánh, móc ngoặc trên dưới, trong ngoài, nịnh nọt cấp trên, chèn ép cấp dưới. Và thâm hiểm hơn là tất cả những sự bất liêm dối trá đó lại ẩn dưới vẻ bề ngoài điềm đạm, khi nào cũng ra vẻ dĩ hòa vi quý, dĩ công vi thượng, nhưng thực chất chỉ coi lợi ích của bản thân là trên hết. Nhìn chung cái thứ cơ hội ấy, thì nó chẳng có cái quan điểm gì rõ ràng đâu. Rồi nó sống cái kiểu mà gió chiều nào chia chiều ấy. Nó thay đổi rất là nhanh. Cái quan điểm, cái thái độ của họ, họ sẵn sàng tân bốc cái đúng, nhưng họ cũng sẵn sàng ủng hộ cái sai khi mà có lợi cho họ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gọi những người cơ hội chính trị là bọn hoạt đầu, một từ Hán Việt dùng để chỉ biểu hiện tư tưởng của một tập hợp những kẻ giảo hoạt, vô nguyên tắc về chính trị và chỉ giỏi xoay trở kiếm lợi cá nhân. Cũng tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra rằng đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh. Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, thậm chí có người suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, và trong đó có việc là trong quá trình quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ đã để lọt vào hàng ngũ những người cơ hội chính trị. Vấn đề đặt ra ở đây là phải có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, để ngay từ khâu quy hoạch không để lọt vào những người có biểu hiện cơ hội chính trị. Trong công tác cán bộ có nhiều khâu như tuyển dụng, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển, biệt phái. Trong đó, khâu quy hoạch được coi là đầu vào có tính quyết định chất lượng của đội ngũ cán bộ. Vì thế, cần phải kiểm soát chặt chẽ khâu quy hoạch, không để bị chi phối, lũng đoạn bởi các hành vi tiêu cực, dẫn đến quy hoạch không đúng người. Tôi cho rằng biểu hiện nhức nhối nhất đó là biểu hiện của việc chạy quy hoạch, chạy để vào các vị trí, chạy đua trong các mối quan hệ, chạy vị trí, vận động hành lang, sử dụng các cái công cụ về mối quan hệ về tiền bạc và nhiều các cái vấn đề khác nữa để đạt được cái mục đích.
đấy là một cái hiện tượng mà nó sẽ gây ra những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng. Tức là khi mà người ta chỉ ưu tiên cái quan hệ thân hữu thì các yếu tố về năng lực, về phẩm chất sẽ bị coi nhẹ. Cái đặc điểm thứ hai đó là cái đáng sợ hơn, đó là cái hiện tượng nó hình thành cái gọi là phe nhóm trong cơ quan tổ chức. Đấy, tức là họ chỉ dựa trên quan hệ thân hữu mà không dựa trên các tiêu chí khách quan được đảng đề ra liên quan đến công tác cán bộ. Đấy, và về lâu dài nó sẽ làm ảnh hưởng rất là tiêu cực đến hoạt động của cơ quan đơn vị. Có một thực tế là từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Điều đó cho thấy công tác quy hoạch cán bộ chưa thật sự chặt chẽ, vẫn để lọt những người không đủ tiêu chuẩn. Để khắc phục mặt hạn chế này, cần phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong khâu quy hoạch cán bộ. Ai giới thiệu sai, người đó phải chịu trách nhiệm. Đảng ta là đảng cầm quyền, nhưng ai làm công tác nhân sự, ai chịu trách nhiệm, đấy chính là các cấp ủy. Và chính là các cấp ủy sẽ phụ trách tất cả các đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ như cương vị lãnh đạo. Cho nên trước hết là trách nhiệm, là bổn phận, là nhiệm vụ của các cấp ủy. Cái thứ hai là giao trách nhiệm cho người đứng đầu. Người đứng đầu có quyền hạn, có trách nhiệm rất cao, nhưng trước hết người đứng đầu phải làm gương trong cái việc không được tham nhũng, không được tiêu cực trong công tác cán bộ. Nâng cao trách nhiệm và quy trách nhiệm cụ thể sẽ giúp cho công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện một cách chặt chẽ và chính xác hơn. Và tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng cũng đã khẳng định các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải chịu trách nhiệm trước Tiểu ban Nhân sự, trước Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương về nhân sự do mình đề xuất giới thiệu. Vâng, thưa quý vị, công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhưng cũng cực kỳ phức tạp, khó khăn vì liên quan đến con người, là công tác con người. Nhưng dù khó khăn phức tạp đến mấy cũng không để những phần tử cơ hội chính trị lọt vào đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội 14 của đảng.